một thiết kế vô cùng phù hợp với các quý cô công sở đến từ thương hiệu nhà Melia. Thiết kế lần này của chúng ta sẽ bao gồm áo sơ mi và chân váy cách hiệu mọi người nhé. Phần áo sơ mi sẽ có chất liệu là tơ nhũ cao cấp, nhìn gần thì mọi người sẽ nhìn thấy độ óng ánh nhẹ nhàng trên bề mặt vải. Và với dáng sơ mi cách hiệu này thì mọi người có thể thấy là điểm nhấn lớn nhất của em áo đó chính là những bông hoa này được đính kết hoàn toàn thủ công, kèm theo đó được điểm xuyết bằng những hạt đá pha lê cùng màu nữa, đúng không ạ? Khiến cho khuôn mặt của chúng ta trở nên bừng sáng hơn. Và với thiết kế tay dài thì Lan Anh nghĩ rằng mọi người có thể ứng dụng ở đa hoàn cảnh này cũng như là sử dụng ở trong nhiều mùa khác nhau. Và kèm theo đó sẽ là một dáng chân váy ôm. Chân váy ôm của chúng ta thì sẽ có sự kết hợp giữa hai nền chất liệu là chất liệu ren và chất liệu chéo hàn cao cấp mọi người nhé. Đó, nhìn thì mọi người thấy là những cái đường hoa văn ren nổi lên rất là đẹp mắt đúng không ạ? Và với một dáng váy ôm như thế này thì Lan Anh nghĩ rằng sẽ phù hợp để chúng ta có thể diện với rất nhiều item khác nhau nữa. Vì thế nên nếu như mọi người đã yêu thích thiết kế lần này đến từ nhà Melia rồi thì hãy nhanh chóng để lại comment ngay trực tiếp dưới video này nhé. Khi mua hàng online thì mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship. Còn nếu như có thời gian thì xin mời các quý cô sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc. Melia, mặc đẹp để thành công.